Chào các bạn, thể theo cái nhu cầu của các bạn học làm phim hoạt hình trong cái thời đại dịch bệnh như thế này thì các bạn sẽ có thể sử dụng phần mềm làm phim hoạt hình để chúng ta tự tạo cho mình một công việc tại nhà. Có thể các bạn sẽ sử dụng trí tuệ sáng tạo các bạn để các bạn tạo nên những bộ phim truyện cho các em học sinh và các em thiếu nhi để chúng ta có thể chủ động kiếm tiền online trên kênh YouTube. Thế thì thể theo nhu cầu các bạn thì hiện nay là cái phần mềm Toon Boom Harmony 21 vừa mới ra đời. Tất nhiên là cái bản này là cái bản gọi là đến thời điểm hiện tại là mới cuối cùng, là cuối cùng. Thế còn tôi cũng không biết có thể là sẽ ra những bản Toon Boom nào nữa. Nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì Toon Boom Harmony chính là cái nền tảng công nghiệp của phim hoạt hình. Khi các bạn học được đầy đủ Toon Boom thì các bạn coi như là trở thành một chuyên gia thiết kế đồ họa trong ngành điện ảnh hoạt hình 2D. Ở cái bài 1 này thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn làm quen với phần giao diện của Toon Boom. Toon Boom so với các phần mềm như Moho, phần mềm Animator thì có 3 cái phần mềm đó hiện nay cũng là khá là tốt. Nhưng mà theo tôi đánh giá thì phần mềm Moho cũng là một phần mềm tương đối đẹp, nhưng nó cũng có những cái hạn chế so với Harmony. Harmony thì các bạn có thể vẽ frame by frame rất là tốt, nhưng Moho thì chúng ta lại sử dụng một cái phần mềm bên thứ ba, đó là Photoshop, để chúng ta vẽ các nhân vật và phong cảnh. Còn phần mềm Animator 4.4 bây giờ hiện nay thì như các bạn biết là cái phần mềm đây, biểu tượng của nó đây. Tôi thì tôi dùng cả 3 phần mềm. Với phần mềm này thì thường là nó tạo các hành động trước. Các bạn chỉ việc là lắp ghép cái nhân vật của mình theo cái nội dung mà Cartoon Animator tạo ra trước. Đấy. Thì cái phần mềm này cũng tương đối dễ dùng. Nhưng mà người nó cứ ngửa mà nó không có thể xoay chiều 3D như chúng ta. Ở cái này thì các bạn có thể xoay chiều 3D rất là nhanh. Nhưng mà tôi thiết nghĩ thì nếu mà chúng ta sử dụng 3D thì thành phần mềm 3D, ví dụ hiện nay như Cinema 4D, rồi chúng ta lại có phần mềm như Blender, thì cái việc mà các bạn làm giỏi, các bạn tạo ra model ra các nhân vật 3D thì cái tốc độ thời gian với phần mềm này nó cũng tương tự gần như bằng nhau. Đối với phần mềm kia thì chúng ta phải trau chuốt rất là lâu. Đấy. Thì đây là một phần mềm tương đối nhẹ, các bạn chỉ cần có cả màn hình RTX 1060 trở lên. Chip là Core i7 trở lên đời mới, hoặc là chúng ta chip dây gen của AMD, chip Xeon của Intel là các bạn có thể tạo được với RAM 16, là những cái máy tính mà chúng ta phải có cặp màn hình tương đối tốt. Thế thì hôm nay tôi giới thiệu các bạn, đây là một phần mềm nó bố cục như sau. Cái phần bên trái chúng ta là thanh công cụ, phần bên trên là thanh menu chính, phần phía dưới là các menu biểu tượng. Các menu tức là giúp cho chúng ta chọn biểu tượng. Phần bên phải là các panel, tức là các bảng màu, bảng thuộc tính, bảng thư viện, bảng nốt, vân vân. Đấy. Tức là nó sẽ nằm này. Phần ở dưới bottom ở đây chúng ta nhìn đấy. Đây chính là bảng layer và bảng timeline. Layer bao giờ cũng đi theo timeline. Bảng timeline này chính là dòng thời gian chuyển động của bộ phim, dòng thời gian chuyển động của bộ phim. Rồi các bạn sẽ thấy là nó sẽ tác dụng như thế nào. Thì chúng ta tập làm quen, chúng ta phải khám phá dần.
Ví dụ như là menu file thì nó cũng giống như các phần mềm khác, bao gồm là mở một cảnh mới, mở một cảnh đã có, mở những cảnh gần đây, open recent, mở những cảnh gần đây, close là đóng lại, save là cất, save as là cất với một tệp khác hay là một tập tin khác, backup scene là chúng ta cập nhật đúng không, rồi chúng ta sẽ save as với một phiên bản mới đấy. Rồi ngoài ra chúng ta có export là nhập vào hình ảnh, phim, vân vân, âm thanh. Phần export, import cũng vậy. Export của chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể xuất thành phim, thành ảnh hoạt hình, thành rất là nhiều các thứ lựa chọn mà chúng ta muốn. Phần cuối cùng là chúng ta có thể in, in ra, quit là chúng ta in ra, thoát ra. Thế còn đây là một phần thanh công cụ gồm có select, select color, select theo màu, rồi công cụ cutter, công cụ như là deposition là đặt lại vị trí cho tất cả phần. Còn công cụ tiếp theo là công cụ chỉnh sửa chi tiết, contour editor, center line editor, pencil editor, smooth editor. Smooth là làm mượt nhé, pencil là chỉnh sửa về ngòi bút, center line là editor, contour editor, envelope editor, perspective là chỉnh sửa phối cảnh, envelope là chỉnh sửa tự do. Ngoài ra chúng ta gồm có phần brush như là chổi sơn, cái cọ chúng ta cọ tensi, cọ brush, rồi bút chì, con dấu, rồi cái tẩy eraser tẩy. Chúng ta gồm có chữ text, chèn chữ, rồi hình chữ nhật. Trong hình chữ nhật thì gồm có rectangle là hình chữ nhật, ellipse, line là đường thẳng, polyline là vẽ đa giác. Đấy. Ngoài ra ở dưới chúng ta gồm có như color eyedropper là chúng ta bút thử màu, pencil texture edit, eyedropper là một cái loại bút chì dùng để thử màu theo mẫu. Ngoài ra chúng ta gồm có như là morphing là một thuật toán biến đổi từ màu trạng thái này sang trạng thái khác, công cụ bàn tay, công cụ transform là biến đổi, rồi công cụ như là inverse kinematics là công cụ tạo xương, rồi công cụ sew onion skin. Onion skin thì bài này kết hai chúng khi mà chúng ta học, nó là dùng để chỉ ra những cái vết cũ và vết tiếp theo của phần vẽ. Đó, của một phần vẽ. Thế rồi, thế đấy là tôi giới thiệu xong cái phần bên này, các bạn chú ý nhá. Còn trên đây là bảng thuộc tính của, đây là phần camera, camera là bảng thuộc tính. Đó, gồm có chúng ta chỉnh sửa rigging trên phần camera. Camera của tiếng Anh là cái là camera đấy. Thì các bạn nhìn thấy gồm có rất nhiều nút như là show control, ẩn control và view, một cái biểu tượng cái gương để cho các bạn view. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể manager preset là để chọn đặt những cái mà đã có rồi. Còn bên đây là bảng tool property. Property là một cái tài sản hay còn gọi là một cái bộ công cụ tool cho tool tool để cho phần mềm các bạn sử dụng. Library là phần thư viện. Trong phần thư viện các bạn có thể tạo và các bạn cất vào trong nó bằng cách các bạn kéo thả vào trong này và đặt tên thì là chúng ta sẽ tạo một thư viện. Dưới đây thì nó chia làm nhiều khung hình khác nhau để các bạn có thể các nút mũi tên này phóng to thu nhỏ. Đấy, phóng to thu nhỏ. Rồi phần note view dùng cho các bạn có thể kết nối các bộ phận trong cơ thể của nhân vật với nhau thì chúng ta sử dụng note view. Phần timeline thì là gồm có mỗi ô là một timeline, trong đó chúng ta có 24 hình trên giây, chúng ta chọn là 24 hình trên giây. Phần này là phần cuối của đường timeline, các bạn đi qua từ đầu đến đây. Đấy. Rồi tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu
phần play trước, tức là chúng ta có thể là chạy trong quá trình mà chúng ta chuyển động để xem chúng ta làm được đến như thế nào. Đây là chạy quay lại, đây là phần âm thanh chúng ta chèn vào. Đấy, để chúng ta test thử frame 1 đến frame, đây là khung hình đang ở frame 1 và chúng ta muốn dịch chuyển thì chúng ta cứ dịch chuyển thì frame nó sẽ tự chạy và báo cho chúng ta là khung hình bao nhiêu. Start 1 là từ 1 cho đến 60 là đến đây. Tốc độ là 24 hình trên giây. 24 khung hình trên giây. Đấy, 24 khung hình trên giây nhé các bạn nhé. Còn ở đây là những các đường tuyến tính để cho chúng ta có thể điều chỉnh cái phần chuyển động nó mượt, nó cong hay tốc độ lên cao lên xuống như thế nào. Thì cái này các bạn tôi sẽ giới thiệu sau. Phần đây là phần insert keyframe, tức là chúng ta tạo một nút keyframe để nó đánh dấu cho chúng ta của một cái chuyển động được bắt đầu thay đổi ở trạng thái thay đổi. Còn keyframe ở đây, cái nút có dấu trừ là xóa đi một keyframe. Ngoài ra chúng ta còn có hai cái trạng thái, đó là trạng thái set motion keyframe và trạng thái là stop motion keyframe. Trạng thái set motion keyframe là giúp cho chúng ta tiếp tục chuyển động, còn trạng thái stop motion keyframe là chúng ta dừng chuyển động. Đấy, các bạn thấy dễ không? Rất là dễ đúng không? Còn đây là màn hình khung hình chính giúp cho các bạn có thể điều khiển camera và chúng ta có thể dùng điều chỉnh Lowing. Lowing là của chúng ta là phần mềm, cái phần điều khiển vẽ. Đấy, phần điều khiển vẽ. Rồi, tôi vừa giới thiệu xong là cái bố cục của nó. Bây giờ các bạn có thể là phóng to thu nhỏ các phần ở các nút này để các bạn có thể xem xét cho nó dễ. Rồi các mũi tên lên và xuống, lên và xuống để giúp các bạn có thể đi lên hoặc đi xuống để mở rộng cái khung hình ra, mở rộng màn ảnh hình của chúng ta ra. Các bạn chú ý cho tôi, khi các bạn làm lên hai màn hình thì các cửa sổ các bạn có thể, thì các bạn chú ý ở trên này bao gồm có nút Windows để chúng ta mở được tất cả các cửa sổ của Windows. Đấy. Còn các bạn chú ý ở đây, Rectoid Default Workspace là phục hồi lại cái chế độ mà toàn bộ các cửa sổ đều hiện trong một màn hình. Đấy. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhập được 3D vào trong này để chúng ta tracking. Còn ở dưới này có rất nhiều các cửa sổ khác nhau, như là cửa sổ camera. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Đây là cửa sổ camera top. Chúng ta có thể mở được rất là nhiều thứ, như là master controller. Đấy, cái này cửa sổ cũng là làm tôi sẽ giới thiệu. Ở cửa sổ model. Đấy, cửa sổ model của chúng ta rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi chúng ta còn có phần như là, và tôi giới thiệu tiếp, edit gồm cho chúng ta như là cắt, chỉnh sửa, paste, dán, vân vân. Rồi colon, colon là tạo phần giống nhau, tạo ra những khung hình, tạo những lớp mà nó bắt chiếc tuyệt đối. Tôi xin lỗi một chút. Công cụ view, view thì giúp các bạn có thể chúng ta xem được reset zoom này, rồi miệng, rồi xem theo kiểu như là gương này, quay vân vân. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta học để chúng ta thấy. Đấy. Đấy. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng các phím tắt để tạo những cái điều khiển cho nó. Phần play, phần insert chúng ta có thể chèn, chèn như là xương, rồi chèn vẽ, chèn vét, chèn particle, vân vân, rất là nhiều thứ. Thế thì cùng một lúc thì tôi giới thiệu tổng quan như thế thì các bạn cũng rất là khó để mà chúng ta có thể làm được.
Điều này chính vì vậy cho nên bây giờ tôi sẽ nói kỹ hơn. Nói kỹ hơn. Bây giờ đầu tiên ý, thì tôi muốn nói với các bạn là cái phần 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 vẽ. Phần vẽ và phần chúng ta làm mô tả về một chuyển động, một chuyển động. Thế thì để vẽ thì chúng ta đầu tiên tôi dạy các bạn cái dùng là công cụ brush là con chuột. Đấy. Đây trong đây là một cái phần phần này là phần khung để chúng ta vẽ trong đây. Chúng ta cũng có thể vẽ ra ngoài, nhưng giới hạn ra ngoài thì nó sẽ có giới hạn của nó. Thế để khi vẽ thì đây là trọng tâm, trung tâm của màn hình, trung tâm của màn hình. Chúng ta bật color lên cho tôi. Đấy. Trong phần color thì các bạn thấy là đây là các màu cơ bản, màu cơ bản. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo lên, ví dụ bây giờ tôi muốn vẽ thêm một số màu, tôi vẽ một cái cây chẳng hạn. Đấy, thì tôi sẽ vẽ lên đây là màu đất này. Đấy. Rồi chúng ta lại ấn tiếp cái này. Đấy. Rồi chúng ta chọn multi cái đường cong của mình. Tức là ta bật như thế thì nó sẽ trở về nhiều chế độ màu khác nhau. Đấy. Ví dụ tôi chọn màu đất thứ hai, tôi gọi là đất hai. Đấy. Rồi tôi chọn tiếp theo là màu lá cây, lá cây. Tôi di chuyển thì tôi chọn màu lá cây, chọn chỗ này. Đấy. Thì tôi gọi là lá cây. À, để tôi nói như vậy là để cho các bạn thấy là tiện lợi cho chúng ta phần lá hai. Rồi tôi lại tiếp theo chúng ta chọn màu màu hồng để cho chúng ta có thể là tô màu quả, màu cây gì đây. Đấy. Rồi bây giờ đấy là cái phần màu mà mình cần cho nó. Đây là ta có thể chọn màu này là màu thân cây. Thế thì những cái màu trong bộ này chúng ta tạo ra nó sẽ được lưu trong thư viện. À, chúng ta tạo ra trước để lưu trong thư viện để sau này chúng ta dùng. Dấu cộng đây là chúng ta thêm, còn dấu đây là các bạn trừ đi. Thế đối với lớp đầu tiên thì chúng ta chọn cho tôi ấn chuột phải, nhấp cho tôi layer property thì chúng ta nhìn thấy là lớp này đang ở chế độ vẽ vector nhá. Các bạn chú ý là lớp đang ở chế độ vẽ vector, tất cả các tọa độ trở về một. Chúng ta sang đây, sang đây thì chúng ta nhìn thấy này, nó đang chế độ vector là vẽ trên đây là một lớp đầu tiên. Chúng ta có thể đặt tên cho nó là lớp trên cửa lớp cây hay là lớp nền nhé, lớp nền. Sau đó thì các bạn chọn cho tôi chuyển chế độ vector sang chế độ bitmap. Các bạn chọn sang đây, các bạn chọn ở đây nhá. Rồi các bạn chọn sang đây rồi thì các bạn nhìn thấy là lúc này hệ thống màu của chúng ta ngoài cái chế độ màu của vector phía dưới, nó còn hiện lên chế độ màu của phần phần vẽ. Thì đây là chúng ta có ba cái cột, ba cái hàng ngang. Đấy, một hàng là biểu tượng cho độ saturation là độ cao của màu và độ đen trắng. Thế thì chúng ta muốn vẽ nền đất thì chúng ta chọn chỗ này, sau đó các bạn chọn nó tăng lên từ đây thì cái màu nền đất của chúng ta sẽ được chuyển ra đây. Đấy. Các bạn tăng nhá, tăng lên đây là tăng độ sáng lên. Đấy. Thì màu sẽ bão hòa, đây là độ trong, đây là độ bão hòa, còn đây là độ sáng, còn trên là bánh xe màu. Đấy. Thì các bạn có thể vẽ nó một cách tự nhiên, các bạn chọn
cho tôi cái này. Đó. Sau đó các bạn nhìn thấy này, trong cái bảng này, bảng OT này, đấy, các bạn bật lên thì nó mới hiện ra các loại chủng nhá. Chúng ta có thể kéo cái bảng này ra đây. Đấy, thì nó sẽ ra chúng ta rất nhiều loại chủng. Đây, chúng ta có ra rất nhiều loại chủng, thì chúng ta lựa chọn các chổi đó để mà chúng ta vẽ. Ở đây gồm có là cỡ của chổi maximum, minimum, đấy là cỡ to cỡ bé của các bạn. Các bạn điều chỉnh cái cần gạt này nhá. Phần follow tức là phần vết khi mà chúng ta quét nhà hay quét gì đấy thì cái vết nó được đi theo bao nhiêu, khi ta quét một cái nó đi hết hay đi nhiều hay đi ít thì đây là follow. Phần opacity là độ trong suốt của chổi, các bạn có thể tô đậm tô trong tùy các bạn. Đấy, ví dụ tôi để đến đây là chưa hết 100%, rồi tôi chọn là một cái nền kiểu này để chúng tôi để tôi đô tô cái nền đất. Ví dụ tôi tô cái nền đất ở góc này. Đấy, các bạn có thể tô một cái nền đất theo nhiều loại màu khác nhau. Ví dụ như là tôi như này, tôi cho màu đậm ở chỗ này. Cây nó nằm trên trên cái gò này, cây nó nằm trên cái gò đất này nhé. Đây là tôi đang vẽ mô tả để các bạn hiểu là cách làm chúng ta có thể. Các bạn ấn F2 cho tôi là phóng to nhá. Cả lớp, tất cả các bạn đang học thì chúng ta sẽ nhấn cho tôi là F2. Chúng ta ghi cho tôi là F2. F2 là zoom to. Zoom in nhá, nó chính là zoom to F2. F2. À, phím số 2. Tôi xin lỗi. Phím số 2 nhá. Đây là zoom. Rồi chúng ta zoom ngược lại là zoom. Zoom đây là zoom. Zoom out, zoom in. Zoom in là phím số 1. 1 nhá. Đấy. Để 1 nhá. Ok chưa các bạn? Rồi. Rồi chúng ta ghi space. Đây là hand. Nghĩa là bàn tay đấy. Bàn tay nhé. Đấy các bạn đấy. Bàn tay để chúng ta di chuyển các góc này. Đấy. Di chuyển các góc này. Phóng to thu nhỏ này. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng ở chuột nhé. Các bạn có thể là dùng make mouse. Để chúng ta zoom. Đấy, các bạn ghi vào cho tôi nha. Rồi thế thì đấy là những cái mà chúng ta đã làm. Chúng ta ghi tiếp cho tôi Ctrl cộng Z thì là bằng undo. Chúng ta sẽ bằng undo nhé. Zero còn trốn cộng shift cộng 10 z
bằng redo. Đấy, tức là làm ngược lại, trở lại cái bước trước thì chúng ta cần chân dép, còn chúng ta muốn trở lại bước phía trước của chúng ta đang làm thì chúng ta chọn redo. Cả lớp hiểu chưa? Ok nhá. Rồi. Đấy, rồi chúng ta đã làm xong cái việc đó. Bây giờ chúng ta vẽ cái này. Chúng ta vẽ này. Đấy, tiếp tục như này, các bạn nhớ là các bạn cái bút nó to xong nó lại nhỏ lại theo cái độ nén của bút. Chúng ta có thể chấm vào đây để chúng ta tô màu vào. Các bạn nhìn thấy là trên cái phần mềm Toonbook này chúng ta vẽ rất là sướng, thậm chí nó còn vẽ đẹp hơn cả Photoshop, vẽ đẹp hơn cả Photoshop nhé. Đấy, các bạn có thể chọn màu thoải mái thế này. Đấy. Đấy, ví dụ đây là một cái gò đất đi, tôi cứ cho đây vẽ gò đất vào một cái cây. Vẽ gò đất vào một cái cây, các bạn vẽ lên đây. À, các bạn khi mà các bạn theo các bài học các bạn thích thì là các bạn đã thành công. Đấy, tôi nghĩ là các bạn nên chuyển sang Toonbook là đẹp nhất, đó mới chính là một cái tương lai cho các bạn. Các bạn không, máy tính các bạn nó đỡ bị treo, đỡ bị nặng. Đấy, đây tôi đang vẽ một cái gò đất như này cho một cái cảnh, đúng chưa? Tương đối là giống đúng không? Đấy. Rồi. Bây giờ tôi sẽ làm một cái nữa. Đến đây rồi nhá thì các bạn này, cảnh của chúng ta sẽ đến đâu thì chúng ta chú ý cho tôi là chúng ta sẽ nhấp chuột phải. Đấy. Các bạn chọn expo nhá. Extend expo. Các bạn có thể là chọn cho tôi là như này. Tôi mở rộng cái này ra. Đến đây nó bị khóa thì chúng ta phải kéo cái khóa này đi. Đó. Kéo cái khóa lên. Các bạn giữ chuột. Giữ chuột nhá. Rồi đến số tôi lại mở tiếp. À, tôi cho đến bài 300 này. Thì để các bạn xuất hiện lên cái bài thì các bạn ấn cho tôi F5 nhá. Các bạn ghi cho tôi đi vào rồi. F5. F5 thì chúng ta ghi là expo. Tức là trải khung hình chúng ta ghi là trải khung hình. Trải khung hình tới cho từng bậc từ cho con ra làm luôn bố nhá, 12 giờ rồi đấy. Đây là trải khung hình.
trải của mình. Rộng ra. Theo hàm này nhá, alo các bạn hiểu chưa? Đấy, tức là dùng F5, F5 nhá, trải khung hình rộng ra theo tham line. Đấy rồi, bây giờ tôi sẽ lại tắt đi để tôi điện lại tiếp. Rồi thế các bạn đã vẽ được đến đây rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái cây. Các bạn nhìn cây này, các bạn chọn nút này, các bạn chọn cho tôi cái hình cây chúng ta chọn như này. Chúng ta chọn có hai cách các bạn có thể chọn. Các bạn có thể chọn vẽ và cái cây và nhất của nút này là extend là như cảnh ban đầu. Con đảo cơm lên cắm máy vào. Rồi, thế thì chúng ta đặt cho cái này là cây. Đặt cái này là cây nhá. Chúng ta áp vào. Đấy. Chúng ta đóng lại. Thì trong phần cây này, các bạn muốn vẽ cái cây lên trên đây thì các bạn chú ý là bật cái nút ánh sáng này lên. Bật nút ánh sáng thì cái lớp ở phía dưới lớp này sẽ nằm ở bottom, còn cái này nằm ở trên top. Đấy. Chúng ta có thể dịch chuyển lên, dịch chuyển xuống. Rồi các bạn chú ý khi mà chúng ta mở rộng khung hình ra, chúng ta có thể về đây là một, đúng không? Thì nó trở về hiện tại là một. Hiện tại là một. Các bạn có thể di chuyển con này đến về một. Nó không di chuyển được thì ta kéo về. Rồi đến đây rồi thì các bạn có thể yên tâm. Rồi các bạn nhìn này, ở cái khung hình này các bạn có thể ấn số 2 thì nó nở ra to. Để các bạn nhìn, các bạn có thể ấn số nhỏ để cho khung hình nhỏ lại. Đây là để chúng ta nhìn thấy thôi. Đó. Còn về phần đây, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái cây. Vẽ cái cây thì chúng ta bật ánh sáng lên để chúng ta nhìn thấy cái cây ở phía dưới để chúng ta vẽ cho đúng. Đó. Nhá. Rồi. Để chúng ta vẽ thân cây. Thân cây thì đây là cây vector, ta có thể vẽ như nó cho xong. Chúng ta có thể vẽ một cây vector. Đấy, gọi ta vẽ như thế. Sau đó để chúng ta dùng pen để chúng ta tô màu. Đấy, chúng ta tô cho nó vào đây. Và thân cây như này. Đấy, tiếp theo là các bạn vẽ lá cây. Lá cây. Lá cây thì các bạn có thể vẫn dùng đây. Chúng ta sẽ tô màu. Các bạn có thể tô nhiều vị trí khác nhau. Nó thành mà. Chúng ta không cần phải giống quá, đúng không? Rồi chúng ta lá cây.
Chụp tên thì chúng ta cũng đã thể có thể tạo lên một cái cây. Chúng ta có thể lấy một cái màu nữa. Chúng ta cho nó màu vàng hơn. Để chúng ta tô phía ngoài. Cái thùng chỗ này chúng các bạn có thể khép kín cái đường cong này lại thì nó sẽ không bị thủng ra ngoài. Đó. Sau các bạn tô vào. Các bạn có thể vẽ nó kín được. Gọi là cây. Rồi, thế thì, qua đây các bạn nhìn thấy là tôi có hai lớp. Bây giờ tôi mới cho nó chuyển động. Tôi mới cho chuyển động. Các bạn chuyển sang camera. Chuyển sang camera nhé. Đấy. Thì lúc này chúng ta nhìn thấy là cây lớp ở trên, lớp dưới. Thì chúng ta muốn cái cây mà nó nằm ở phía trên thì chúng ta đặt trên. Các bạn có thể đánh cho tôi cái chỉ số là position Z. Chúng ta cho vào đây là 0.001 để nó hơi lệch so với cái vị trí, tức là Z ở đây là ở phía trong ra phía ngoài, cái trục thẳng đứng chiếu từ thẳng màn hình vào. Đấy, thì chúng ta cho như thế để nó hơi lệch so với lớp dưới. Đấy. Thế bây giờ chúng ta cho cái cây nó chuyển động. Để cây nó chuyển động nha. Cây chuyển động thì các bạn chỉ cần nhấp vào cái nút này. Đấy, nhấp nút này. Nút này là nút để cho các bạn rigging. Đấy. Sau đó thì các bạn chọn cho tôi cái phần công cụ. Công cụ. Rồi. Được chưa? Rồi. Bây giờ tôi mới cho từ gốc lên ngọn các bạn vẽ nhá. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm. Đấy, xong rồi. Bây giờ các bạn nhìn nhá. Tại đây nó đây, tôi tải đến chỗ này. Tôi cho nó đó. Các bạn nhìn thấy thế bây giờ ta chạy nhé, chạy thử nhé. Đấy. Thế đến đây rồi thì các bạn chỉ cần tóm vào đây, các bạn copy thôi. Copy cái phần nó chạy. Đấy. Còn nhiều cách sử dụng nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ cho thêm nó một cái pet vào đây. Đấy. Thì chúng ta thấy là pet nó chạy này. Thì cái cây nó gió nó sẽ chạy. Đấy. Ok chưa? Rồi, xong các bạn tóm cho tôi bốn cái này. Các bạn vào đây các bạn copy. Đấy. Sau đến đây. Các bạn ấn Ctrl Shift P. À. Tức là nút ba nút Ctrl Shift P. Đây. Các bạn chỉ cần nhấp ba phím nha. Control này. Cộng Shift này. Cộng B này. Là này copy. Copy trên timeline. Đấy. Copy tất cả trên timeline để tạo ra chuyển động lặp. Lọc cái phần copy.
Vâng, được copy. Đó. Các bạn nhìn thấy là lúc đó tôi chỉ cần Ctrl Shift B là nó sẽ dán hết, đúng không? Ở phim cả gáp này, gáp là cái chỗ khe. Đó. Và các bạn nhìn thấy là tôi cho nhỏ lại, tôi copy tiếp. Cứ như thế. Thế thì khi sau đó thì chúng ta xóa cái này đi để chúng ta xem. Đấy, bài đầu tiên này nó hơi là như vậy. Ở bây giờ các bạn nhìn nhé, nó chuyển động này. Đấy, như là kiểu gió, đúng không các bạn? Rồi các bạn có thể copy cả đống này luôn. Đấy, tôi copy cả đống này luôn. Copy. Rồi tôi dán vào đây. Đấy. Thế thì lúc đó nó sẽ chạy cho chúng ta liên tục. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy là một cái gọi là cơ bản nhất trong chuyển động của nó. Cái bài hôm sau thì chúng ta sẽ tôi sẽ dạy chi tiết hơn. Và hôm nay là bài chúng ta bắt đầu khởi động, đúng không? Gọi là bắt đầu khởi động. Thế thì cũng khá là thời gian khá dài rồi. Thì tôi xin dừng video tại đây. Các bạn sẽ xem và subscribe cho kênh của tôi phát triển để tôi dạy các bạn tất cả. Alo cả lớp rồi nhá. Rồi.